Hàng trăm fan hâm mộ và đồng nghiệp đã có mặt đông đủ trên đại lộ danh vọng Hollywood để chúc mừng sự kiện ngôi sao nhạc pop Mariah Carey được gắn sao trên đại lộ này. Ca sĩ Grammy Mariah Carey nổi tiếng với các ca khúc như là Hero, When You Believe. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi đến đây và nhận được vinh dự này. Tôi biết ơn tất cả fan hâm mộ và những người đến đây hôm nay. Thật là một ngày tuyệt vời. Mariah Carey vừa kết thúc buổi biểu diễn tại Las Vegas và cho ra mắt album Mariah Carey No. 1 to Infinity, bao gồm các ca khúc nổi tiếng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ. Mariah Carey từng nhận được 5 giải Grammy và là một trong những nữ nghệ sĩ có lượng tiêu thụ album lớn nhất thế giới, với hơn 200 triệu bản được bán ra trên toàn cầu.